Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ cái chức năng cộng đồng view bên mình nha. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái chức năng của nó. Thì đây á, thì nó sẽ có 3 loại. Một loại á, là nó sẽ tìm cái từ khóa trên Google. Rồi xong nó lít vô cái link đó. Ví dụ như bây giờ mình biết là cái web của mình nó lên cái từ khóa thép phẩm mạ kẽm đi. Web này. Thì bây giờ mình copy cái từ khóa. Mình bắt vô đây. Rồi xong mình chọn cái link đích. Link đích là cái link này. Thì đây mình mở sẵn rồi. Copy vô đây. Rồi. Thì ở đây có nghĩa là nó sẽ tìm ở trên Google cái từ khóa hay phần mà kẽm. Xong nó thấy cái link này click vô. Xong bấm thêm. Rồi. Một loại. Loại thứ hai á là nó sẽ click trực tiếp luôn. Thì ở đây thì mình sẽ bắt cái link trực tiếp vào. Rồi xong mình bấm thêm, đặt cho nó cái tên đi, mục số 1. Rồi xong cái loại là tìm trên Google thì cũng làm giống vậy luôn, nhập cái từ khóa vô rồi xong mà mình nhập cái link vô, cái đích vô. Rồi bấm thêm. Loại thứ ba là link của Facebook. Loại Facebook này thì thường nó lít trực tiếp không à. Thì mình chọn nên rồi trực tiếp. Rồi xong mình chọn cái link đích. Rồi xong bấm thêm. Rồi. Thì ở đây mỗi mỗi khi mà mình làm thì vô mình bấm chạy đi, cái điểm của mình nó sẽ tăng lên. Thì sau này mình view cho người ta thì mình được người ta view lại cho mình. Thì để mình bấm view á thì nó sẽ tự mở tab luôn. Đây nó sẽ mở tab đây. Đó. Rồi. Thì bây giờ nó sẽ vào đây. Thì nó sẽ xem cái web của những cái bạn của mình, là cũng như những người khách hàng của mình luôn á, những người dùng giống mình á, thì nó sẽ click vô cái link này luôn. Khoảng mấy giây sau nó sẽ click vô cái link này, thì cái website của mình thì nó sẽ được cái tín hiệu tốt trên Google. Cái phần này mình nếu mà các bạn nào chưa sử dụng được á, có thể PM để mình hỗ trợ thêm nha. Rồi xin chân thành các bạn đã xem video.